Xin chào tất cả anh chị ha. Thì ở đây em có cái logo về 3D gọn ha. Đây là anh ngủ loại gọn. Giờ em sẽ dán thử lên cái đế quẹ ha. Giờ em sẽ lọt keo ra thôi. Đây lọt keo ra nhẹ nhàng. Rồi sẽ khi mình lọt keo ra thì cái phần này nó phần nhãn vào này. Rồi mình sẽ canh cái vị trí nó ha. Ok, canh cái vị trí. Rồi mình sẽ vuốt nhẹ cho nó fit cái phần logo vào. Rồi sau đó thì mình sẽ lọt cái phần keo này ra. Rồi em lọt từ từ đây. Rồi, thì như vậy là mình đã xong cái logo. Để cho chị sẽ ha. Rất là đẹp ạ. Dạ, rất là đẹp ạ.